chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Như TV Vlog nhé. Thì hôm nay Như TV Vlog làm cái clip này thì cũng chia sẻ với cô chú anh chị một số những cái tin vui như sau. Thì trong ba cái clip ngày hôm qua thì Như TV Vlog thì cũng thông báo với cô chú anh chị là những cái tin vui như vậy. Thì mới đây nhất thì Như TV Vlog thì cũng có nhận được một số tiền nữa thì của cái vợ chồng của một bạn của Như TV Vlog ở bên Hàn Quốc nhé mọi người nhé. Thì có gửi về cho Như TV Vlog thì nhận được là tất cả là 400 đô nha mọi người nhé, 400 đô. Thì tổng Như TV Vlog đang nhận được bây giờ là 1.400 đô. Thì Như TV Vlog sẽ đổi ra tiền Việt thì được bao nhiêu tiền thì Như TV Vlog sẽ công khai lên cho mọi người cùng được biết, cùng được xem, cùng được thấy ạ. Thì Như TV Vlog sẽ nói qua cái câu chuyện và nói qua cái lịch trình và cái những cái lịch mà Như DTV Vlog sẽ công khai cho mọi người cùng biết, cùng được xem và cùng được thấy ạ. Thì các gọi cho Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước thì cũng có một cái nhã ý và cũng có một cái lời, thứ nhất là nói truyền đạt lại cho mọi người cùng nghe nhé, là các Mạnh Thường Quân đấy thì muốn thứ nhất là Như DTV Vlog thì sẽ mở ra gọi cho nó một cái gọi cho nó một cuộc vui đi. Đấy, một cuộc vui để cho tất cả các fan trên kênh của Như DTV Vlog, và có mời thêm đấy kênh của bên Chu Thủy TV nữa thì có giao lưu và học hỏi những lẫn nhau và trao dồi những cái kiến thức, thứ nhất là trong làm ăn, thứ hai nữa là trong những cái công việc, thứ nhất là hàng ngày để sinh hoạt hàng ngày. Thì Như DTV Vlog thì cũng chia sẻ với cô chú anh chị mọi người trên gọi cho ba cái clip trước rồi. Thì trong cái gọi cho trong cái tâm nguyện đấy và cái thành tâm của các Mạnh Thường Quân thì cũng có nói với Như DT như vậy. Thì Như DTV Vlog thì cũng làm cái clip này thì cũng thông báo với cô chú anh chị như vậy. Thì gọi cho là nhận được 1.400 đô rồi, thì một cái số tiền đấy thì chắc chắn là sẽ đủ để cho Như DTV Vlog làm một, thứ nhất là Như DTV Vlog sẽ làm một cái bữa ăn đấy và chi tiêu làm sao, thứ nhất là hợp lý, thứ hai nữa là để cho được mọi người, cô chú anh chị và mọi người được giao lưu, được học hỏi và được tìm hiểu xem được về những cái vùng miền ở trên Thái Nguyên của Như DTV Vlog đây, và sẽ được gặp gỡ thứ nhất là những anh chị và cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành trên kênh của Như DTV Vlog. Thì Như DTV Vlog thì cũng có một cái lời mời đến tất cả cô chú anh chị và mọi người, những ai mà xem được cái clip này thì mọi người hãy comment ở dưới cái tiêu đề của Như DTV Vlog, thì để Như DTV Vlog sẽ lên một cái danh sách cụ thể hơn và sẽ công bố với mọi người, thứ nhất là có bao nhiêu khách mời và có bao nhiêu người, thì Như DTV Vlog sẽ đặt cỗ và sẽ hỏi ý kiến của mọi người và của các Mạnh Thường Quân đấy, là sẽ đặt như này và làm như này xem có hợp lý hay có như nọ không, thì Như DTV Vlog sẽ làm. Còn nếu như mà các cô chú anh chị và mọi người, những ai mà có những cái góp ý hay cho Như DTV Vlog thì cứ comment ở dưới cái clip này cho Như DTV Vlog ạ. Thì trong cái câu chuyện thì Như DTV Vlog chia sẻ với cô chú chị như vậy. Cái thứ hai nữa thì Như DTV Vlog muốn thông báo với cô chú chị như sau, là trong cái khoảng thời gian gọi cho là 4-5 ngày nay thì cô chú chị cũng biết ạ, nó dâm gian trên không gian mạng nói về Như DT thế nọ và Như DT thế kia, và vợ Như DT thế nọ, vợ Như DT thế kia, thì chắc chắn là cô chú chị mọi người sẽ được sáng tỏ ra trong gọi cho lay mai thôi, chứ không phải là lâu nữa cô chú chị nhé. Đấy là cái thứ hai Như DTV muốn chia sẻ với mọi người. Còn cái thứ ba nữa thì Như DTV Vlog cũng thông báo với tất cả là những ai không ưa nhé Như DTV Vlog, và những ai yêu mến Như DTV Vlog thì không nói rồi, còn những ai không ưa Như DTV Vlog thì nếu như mà có cái nhã ý hoặc là có cái gọi cho là chín bỏ làm 10 thì có thể tham gia vào cái công cuộc, thứ nhất là ăn uống và thứ hai là vui vẻ và tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc cùng với fan của Như TV Vlog và Chú Thủy TV, thì có thể comment được trong cái kênh của Như TV Vlog đây. Thì Như TV Vlog sẽ sẵn sàng mời mọi người đến dự gọi cho là cái bữa gặp mặt này của mọi người. Thì là cái thứ ba đấy, thì Như TV Vlog muốn chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người như vậy. Còn những cái kẻ nào ấy, cô chú anh chị nhé, những cái kẻ nào đã trong suốt cái quá trình thời gian vừa qua đã luôn ganh ghét và ganh tị Như đến với Như TV Vlog ấy, thì chắc chắn cô chú anh chị cũng biết rồi, luôn xuyên tạc và bịa đặt ra những cái câu chuyện nọ câu chuyện kia
Lào thì mới đây nhất thì Nhi DT Vlog thì cũng có nghe được một số những cái clip trên không gian mạng và một số khán giả cũng bình luận trên kênh của Nhi DT Vlog có nói là thế lọ nói thế kia, và một số những cái kẻ không ưa Nhi DT Vlog có bịa ra cái đặt ra cái câu chuyện là thứ nhất là trên kênh Nhi DT Vlog bây giờ đang họp fan ấy thì lại đang gọi cho tụ tập nhau là gọi cho lập những cái mưu hèn cái bẩn gì, thì mình cũng xin thưa mọi người là không hiểu là những cái nhân vật đấy người ta có được ăn có được học hay không, hay người ta có những cái suy nghĩ thứ nhất là đen tối là một, thứ hai là có những cái suy nghĩ thiển cận là thứ ba, và người ta lập lên những cái mưu hèn kế bẩn như vậy, người ta nói không thành có và người ta bịa đặt ra những cái câu chuyện thì mọi người cũng đã biết rồi phải không ạ. Những cái câu chuyện đấy thì thứ nhất là các mạnh thường quân trong và ngoài nước người ta gửi tiền về cho Nhi DT Vlog, thì để mời tất cả các khán giả và tất cả mọi người trên kênh của Nhi DT Vlog thì để có một cái bữa ăn và một cái bữa gặp mặt để giao lưu, để học hỏi lẫn nhau, chứ không phải mang cái tính chất thế lọ, mang tính chất trên kia cả. Còn một số những cái kẻ ấy, người ta cứ kiểu là ghen ăn tức ở, khi nhìn thấy Nhi DT Vlog được mọi người yêu quý như vậy thì người ta cứ lồng lộn này, xong người ta làm những cái chiêu trò loại chiêu trò kia lên, thì Nhi DT Vlog cũng cảm thấy rất chi là gọi cho là xấu hổ về cái người đấy mọi người nhé. Bởi vì là không hiểu tại sao khi cứ nhìn thấy Nhi DT Vlog được mọi người yêu quý, được mọi người tin tưởng và được mọi người kiểu là được mọi người người ta quan tâm, người ta giúp đỡ, thì lại mang cái lòng không ưa và mang những cái lòng gọi cho nó đố kỵ, và nó luôn luôn bịa đặt ra những cái câu chuyện nọ câu chuyện kia. Thì cô chú anh chị thử nghĩ sao, thì có phải là Nhi DT Vlog có phải là đây có phải là xin sổ hay thế nọ kia đâu. Và đây là Nhi DT Vlog cũng muốn thứ nhất là tạo một cái sân chơi YouTube nó rất chỉ là lành mạnh, được gặp gỡ mọi người, được học hỏi và trao dồi kiến thức, thứ nhất là về cái cách làm ăn này, thứ hai là được các chị em phụ nữ người ta gặp mặt nhau, người ta nói chuyện với nhau, người ta vui, và các cháu trẻ em con của Nhi DT Vlog thế thôi, và con của mọi khán giả của Nhi DT Vlog thôi, người ta có bạn có bè, người ta được chơi vui, được tham quan và được du lịch mọi chỗ chứ có cái gì đâu. Thế mà một số những cái nhân vật lên bây giờ cứ đi bịa đặt cái câu chuyện thế nọ, bịa đặt cái câu chuyện thế kia, thì Nhi DT Vlog không biết là tại sao những cái nhân vật này lại mang cái những cái hàm ý mà ghét Nhi DT Vlog thế vậy, và lại không ưa Nhi DT Vlog như thế, hay là sợ là Nhi DT Vlog hơn, hay là ganh tị mi kênh của Nhi DT Vlog được cô chú anh chị mọi người quan tâm hơn, hay là được mọi người yêu quý hơn, mọi người giúp đỡ hơn, hay là lên làm những cái chiêu trò như vậy. Thì xin thưa với mọi người là trên một cái chủ kênh YouTube thì ai yêu quý và ai được mọi người thương yêu thì đấy là cái quyền tự do của mọi cá nhân và của mọi mạnh thường quân mà. Thì nếu như mà mình muốn làm tốt đi thì mình hãy làm những cái gì tốt đẹp đi, mình không nên bịa đặt, mình không nên xuyên tạc nữa, và mình không nên dẫn dắt dư luận nữa, mình làm những cái gì nó đúng, nó mục đích đi, nó bổ ích cho mọi người đi, chia sẻ đi thì sẽ được mọi người ta yêu quý thôi. Thì Nhi DT Vlog thì cũng xin thưa mọi người, từ khi Nhi DT Vlog thành lập cái kênh như này, được rất chi là nhiều những cô chú anh chị và các mạnh thường quân lớn tuổi yêu quý và ủng hộ Nhi DT Vlog, và mọi người luôn tin tưởng và bàn giao cho Nhi DT Vlog những cái lọ những cái kia, và luôn trao dồi những cái kiến thức Nhi DT Vlog được học hỏi mọi người. Thì Nhi DT Vlog hôm nay cũng bật mí cho mọi người nghe một cái câu chuyện là Nhi DT Vlog cũng được gọi cho là một bạn ở bên Hàn Quốc đấy, thì có mời Nhi DT Vlog nhé thì sang bên Hàn Quốc đi du lịch, và vợ chồng bạn ấy sẽ bao hết vé máy bay, ăn ở và gọi cho đi lại. Thì mọi người thử nghĩ sao, đấy là thứ nhất là cái lòng tốt của mọi người, người ta tin tưởng về một cái chủ kênh, người ta tin tưởng về một cái con người, thì người ta có thể là tin tưởng thì người ta sẽ giúp đỡ và người ta sẽ trao dồi những cái kiến thức, người ta sẽ gọi cho là không nghĩ đến ngợi đến những cái gì cả. Thế mà có những cái nhân vật bây giờ nhìn thấy Nhi DT Vlog như vậy và nhìn thấy được những mạnh thường quân người ta giúp đỡ Nhi DT Vlog như thế, thế bây giờ mới luôn luôn dùng những cái chiêu trò loại chiêu trò xin lỗi mọi người nhé. Thì mọi người ạ, thì đấy là cái câu chuyện mà Nhi DT Vlog lên cũng chia sẻ với mọi người và cũng thông báo cái tin vui như thế cho mọi người. Chứ Nhi DT Vlog không phải là lên đây khoe mẽ hay thế nọ hay thế kia cả. Còn cũng thông báo với mọi người là như vậy. Chứ không phải là Nhi DT Vlog là muốn khoe hay thế nọ hay thế kia cả. Nhưng mà tính của Nhi DT Vlog cứ giúp được ai cái gì hoặc là làm những công việc gì, miễn sao nó có ích cho xã hội, có ích cho mọi người, thì Nhi DT Vlog rất muốn chia sẻ với mọi người để lan tỏa cái clip này ra, để cho mọi người được biết được là mình muốn tốt, mình muốn đẹp,
hay là mình muốn thế nọ, mình muốn thế kia và mình được mọi người yêu quý, thì trước tiên là cái con người của mình đã, thì mình phải tốt, mình phải đẹp, hoặc mình phải thế nọ, mình phải thế kia thế đã, chứ không phải là mình phải thế nọ hay là mình thế kia để mình ép buộc hay là mình làm những cái gì để cho gọi cho mọi người trên không gian mạng. Người ta chỉ nhìn qua thứ nhất là cái giọng nói, thứ hai là về những cái cách lập luận, thứ ba về những cái chia sẻ lên, thì chắc chắn là mọi người, cô chú anh chị cũng đã biết ạ, thì người ta có ưa hay không và người ta có yêu quý hay không. Thì cũng như như TVlog thôi, thì cũng có người ghét, cũng có người ưa, chứ không phải là có người nọ người kia cả. Còn như TVlog ấy thì làm được hoặc là giúp được cái gì cho những ai hoặc một số cá nhân nào đấy, thì như TVlog cảm thấy rất chi là vui, và như TVlog cũng được mọi người giúp đỡ, thì như TVlog cũng cảm thấy là thứ nhất là cảm ơn cô chú anh chị và mọi người, chứ không phải là mình phải làm những cái nọ, làm những cái kia, hay là phải cậy cục mọi vấn đề, hay là những gọi cho những tất cả những cái diễn biến trên không gian mạng ấy mọi người, để dùng cái nọ, dùng cái kia, gọi dùng cái mưu hèn, những cái kế bẩn, hoặc dùng cái nọ ấy, thì như TVlog không dùng những mưu hèn cái bẩn đấy. Thì mọi người cũng đã biết ạ, trên kênh của Nhi TVlog, kể cả có cái clip bây giờ cũng có chỉ có chắc là vài chục nghìn lượt xem hoặc vài chục lượt xem, chứ không thể có những cái video nào nó cao hay nó thế nọ kia cả. Nhưng Nhi TVlog lúc nào cũng làm những cái công việc gì, thứ nhất là nó có ích cho, thứ nhất là cho bản thân Nhi TVlog đó, thứ hai có ích cho mọi người, mà mình giúp đỡ được bao nhiêu hoặc mình làm được những cái gì, chứ không phải là Nhi TVlog lên phải thế nọ phải thế kia cả. Còn tất cả những mạnh thường quân, những ai trong cái thời gian vừa qua đấy đã gửi cho Nhi TVlog cái số tiền ấy về để giúp đỡ cái ông cụ ở trên Định Hóa, thì Nhi TVlog cũng rất chi là biết ơn và cũng biết được những cái tấm lòng của những mạnh thường quân đấy, chứ không phải Nhi TVlog không biết cả. Còn trong cái câu chuyện mà thứ nhất là các mạnh thường quân ở nước ngoài ấy, đã gửi về một cái số tiền là 1.400 đô cho Nhi TVlog, thứ nhất là để các mạnh thường quân đấy là có một cái nhã ý là muốn mời cơm nhé mọi người nhé, mời cơm cho tất cả các khán giả và mọi người, những ai có thể tham gia được cùng với kênh Nhi TVlog đây thì có thể tham gia vào được, chứ tất cả những mạnh thường quân đấy không gọi cho mang cái tính chất là từ thiện hay thế nọ thế kia nhé mọi người nhé, mà đây là khán giả này là mời cơm đấy, mời cơm nhé, mời cơm tất cả các bạn, các cô chú anh chị và các em trên kênh của Nhi TVlog, và có tham gia và cũng có mời bên kênh của chú Thủy TV nữa. Nếu như mọi người, những ai và bớt chút được cái thời gian ấy thì có thể đến giao lưu, thì Nhi TVlog sẽ nhận tất cả những cái comment của mọi người ở trên cái clip này, để mọi người, để Nhi TVlog sẽ lên cái danh sách cụ thể và sẽ đặt cỗ và sẽ địa điểm, thì Nhi TVlog sẽ công khai là ở trong Hồ Núi Cốc nha mọi người nhé. Đấy là cái nơi gần nhà Nhi TVlog. Thì Nhi TVlog thì cũng thông báo với cô chú anh chị là như vlog. Thì hiện tại là Nhi TVlog không nhận một cái số tiền nào của mọi người nhá, và cũng không kêu gọi gì luôn. Và đây là cái tấm lòng của các mạnh thường quân đã gửi về cho Nhi TVlog. Thì cũng xin thưa thì với tất cả khán giả là như vậy. Còn Nhi TVlog thì cũng không biết nói gì hơn. Thì thứ nhất là xin cảm ơn ba mạnh thường quân đấy. Thì cũng xin giấu tên cho ba mạnh thường quân đấy. Thì khi nào gọi cho cái tiệc đấy được bắt đầu thì Nhi TVlog sẽ công khai cái tên của ba người đấy lên. Mấy thứ hai nữa thì Nhi TVlog muốn thông báo với cô chú chị là tất cả những cái gì Nhi TVlog làm thì Nhi TVlog cũng sẽ nhận, thứ nhất cái sự góp ý của mọi người, để cho mọi người lên cho Nhi TV một cái ý tưởng và một cái góp ý đấy để Nhi TVlog làm, chứ một mình Nhi TVlog này mà làm ấy thì nó cũng thật sự với mọi người là cũng không thể vừa ý hết được mọi người, nên là mong được tất cả các sự góp ý của mọi người để Nhi DTVlog sẽ làm theo cái, thứ nhất là theo cái số đông nhé mọi người nhé, chứ không phải là Nhi DTVlog là cứ nhận được tiền mà cứ làm theo ý của mình, nên là mọi người thông cảm cho mình ạ. Nên là một lần nữa thì cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và mọi người đã luôn ủng hộ và luôn theo dõi và luôn mang đến những cái sự góp ý cho Nhi DTVlog ạ. Thì Nhi TVlog thì cũng thông báo và cũng làm clip ngắn đến đây thôi. Thì xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và mọi người ạ. Nhi TVlog xin chào mọi người. Bye bye mọi người.